Em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em đến với kênh Tem Sắt Đức Thắng anh em. Em quay lại theo yêu cầu của ông anh. Ông kêu em quay chi tiết cũng như là hướng dẫn cái cách mà để cho anh sử dụng. Thì sẵn ở đây em quay cho anh em như cô chú mình tham khảo luôn ha. Đầu bò mới về đây giờ nó sơ sát ở chân như nè cô chú. Nó sơ sát nó còn nhúm nhúm cái còn ngất ngất như nè. Không nhận cái hình như bà con mình đang vô vụ mùa vậy. Còn những cái đầu bò đóng rồi mà chưa đi kịp là vì cái xe mà nó chở đồ cho mình ta đi bằng cái xe lâu ấy cô chú. Nhìn thấy đầu bò nhiều nó ngán. Em lên đầu bò nó sợ cũng chết vậy. Nó khó chở. Giờ là phải ém lên những cái đơn này là qua ngày mai đi nè. Những cái đơn này là qua ngày mai đi. Có quắn có tiền rồi là ngày mai đi. Nó chở lần nào nó lại nó ghen hi vậy đó. Khi mà cô chú như anh em nhận là nó hình dáng là gì đó. Còn cái cách thức mình sử dụng cái đầu bò này thì em xin hướng dẫn thật là cụ thể cho cô chú mình ha. Em ví dụ cái đầu bò này đi. Cái đầu bò này là nó không có vỏ nó nhiều. 3 tấc. 3 tấc thì ở trong ở đây nó sẽ là 2 tấc 6. Mình đặt trên dịch 2 tấc 6 nằm khoảng giữa cái nòng cải tiến này nè. Cô chú nhớ lưu ý nha. Nằm trong đây nè. Cái đèn nó hơi tối quá. Nằm chỗ này nè. Nó nằm giữa cái bảng lớn này nè. Mình đặt ở đây nước nó lên nó mới đạt nha cô chú. Nó mới đạt. Chứ mình đặt đừng có gần đây quá mà mình đừng có đặt tốt hơn sao. Mình đặt gần đây. Đó, mini nè. Cái đầu bò này ở nòng trong 2 tấc 6 là cô chú bỏ chiến dịch 2 tấc 6 vừa chạy luôn. Tức là nó hơi nhỉnh hơn 2 tấc 6 một tí xíu. Cái vỏ ngoài nó 3 tấc. Cái này dành cho thường thường những cái máy Honda mà từ 7 ngựa rưỡi, 8 ngựa mà máy nhông á thì cô chú chạy cái này. Còn cái cổ dê này tùy thuộc theo cái máy của mình ha, ví dụ như cô chú xài cổ dê 34, 42, 49 thì giá nó cũng không thay đổi. Nó làm dày dặn như nè, 4 lá vậy nè. Đó. Cái này bên em đang bán với giá là 601. Còn một cái loại nó tốt hơn thì nó dập cái sóng này nè. Ổm gà em có quay cho cô chú mình á. Dập đèn sóng thì nó rất là cứng với nó dày. Nó làm cái này dài ra nữa. Nó có quay sắt với cái niềng thì nó mắc hơn 100 ngàn. Cô chú nhớ lưu ý nha, làm nó mắc hơn 100. Còn mấy cái kia thì giá nó cũng không thay đổi gì nữa cô chú. Tuy là hàng nó hút thiệt nhưng mà giá nó vẫn không thay đổi, em bán cô chú vẫn y bon gì đó. Hết hàng này chịu chứ không có tăng giá, chứ không phải là thấy cô chú mua nhiều quá rồi tăng giá là không có. Còn em xin báo giá lợi cho cô chú mình ha. 1 tấc 8 nè, em sẽ quay thực tế cho cô chú mình nhìn. 1 tấc 8 là cái này đây, dành cho Honda 5 ngựa 5, 6 ngựa 5 trơn. Cái vỏ ngoài 2 tấc 2 là cô chú mình để chiến dịch tấc 9 vô á. Tấc 9 vô mình là nó chạy vừa nghiếm luôn á. Là giá 308. 2 tấc ra 2 tấc 4 308. 2 tấc 2 ra 2 tấc 6 cũng là 308 luôn. Ba thằng này lấy vô nó cùng một giá một. Nó ngộ gì. Cái vỏ bự hơn luôn. Nhưng mà em cũng biết nhập vô làm sao em bán giá gì bon gì luôn á. Em không có tính thấy bự mà bán mắc hơn nha cô chú thì cũng không có. Tùy theo cái nhu cầu của cô chú xài ha. Như cái vỏ này cô chú thấy nó bự bệnh kia nè. Mà nó cũng bằng cái vỏ này. Là nó 22-26. Tùy theo cái mục đích của cô chú sử dụng ha. Mà cô chú mua cái bự cái nhỏ. Hoặc là cái máy mình máy nhông hay máy trơn. Trường hợp cô chú là cái máy của mình là máy nhông. Thì cô chú xài đầu bò 2 tấc 2 và 2 tấc 6 là nó đạt hiệu quả nhất. Còn nếu cái mực nước mình nó ngang á. Cái dốc nó không cao, ví dụ như mà trời mưa mình canh nước giường thì mình chỉ cần bơm nó giật xuống một chút á, mà đặt cái ống bơm lòn á, cô chú nhớ lưu ý nha, thì mình nên mua cái bự hơn. Đối với những cái máy nhông á là cô chú xài 2 tấc 4 2 tấc 8 để cho cái nó lời nước bị cái máy mình đặt ngang á, 2 tấc 4 đối với cái Honda nhông hoặc cái dân vua nhông á thì cô chú bơm nó sẽ lời nước. Nhưng mà 24 28 của máy xăng nè, máy xăng nhông nè. Nếu cô chú mà bơm ngang á, mực nước nó không cao thấp nhiều thì cô chú để chiến dịch 2 tấc 4 vô đây là nó vừa nghiến luôn nè.
không cần tề, không cần bo gì hết. Cô chú nhớ là để trong đây. Là cái vỏ nó tới 2 tấc 8, thì cái này bên em bán là 500.000. Còn một loại tốt y bon gì mà nó dập hai sóng, nó có niền giống như nãy em nói cô chú á, là nó mắc hơn 100. Cô chú nhớ lưu ý là mỗi cái nó mắc hơn 100, nhưng mà nó làm dày hơn. Ví dụ như cái này người ta ly gửi thì nó làm một ly 8 vậy đó. Còn cái cổ dê này, rồi cái miếng này, nói chung mỗi cái nó dày hơn ít, rồi nó có quai sách, rồi nó có cái niềm. Thì tùy theo cái túi tiền của cô chú mà cô chú cứ lựa chọn cho mình cái đầu bò nó thích hợp ha. Còn đầu bò 2 tấc 6, 3 tấc đối với máy dầu á, thì cô chú sử dụng từ cái máy tết 70, 80, 90 là nó vừa. Còn đối với máy nhông thì có thể nó bự hơn. Máy nhông vô như mình xài mà cái máy nó qua hộp nhông hộp số thì có những cái đầu bò lớn bự bệnh kia nè. Ở đây nè, máy nhông ví dụ như tết 50 hay là tết 50 mà qua hộp nhông thì nó sẽ chạy từ 3 tấc 2, 3 tấc 4, 3 tấc 6, 3 tấc 8 mà cô chú, tùy theo cái mực nước mà cô chú xài. Chứ nó không có gì mà nó đặc biệt hết. Còn cô chú nào nói chung là chưa có gành về cái cách mà lắp ráp cái dịch á, thì cứ alo trực tiếp cho em ha. Em sẽ hỗ trợ cô chú mình tối đa. Còn inox thì hàng vẫn đi bình thường đều đều cô chú. Inox 251 thì nó 80.000 một ký, 304 là 100.000 một ký cộng thêm tiền ship. Còn dàn cầu cũng giá cũng không thay đổi. Nói chung là bên em không có thay đổi giá nào, trừ khi cái nơi sản xuất người ta tăng giá thôi. Chứ nếu mà ta vẫn giữ cái giá được vậy thì em vẫn bán hoài vậy đó. Còn cái này đây, cái này là những cái đầu bò nào nó nãy em nói nó mắc hơn nè. Em sẽ ấy cho cô chú trực tiếp cho cô chú dễ. Cái này cái vỏ nó 2 tấc 4, nhưng mà cái này dành cho Honda 5 ngựa 5 với 6 ngựa 5 mà máy trơn. Người ta dập trong đây nó còn có 1 tấc 8 nè. 1 tấc 8 mà nó ra 2 tấc 4 nha cô chú. Mà nó dày kinh khủng luôn. Cô chú cầm nó dày dữ lắm, dày nè. Nó dày cái chiến dịch mình nữa, mình lắp ngay trong chỗ này nè. Cái ngắn cuối cùng của cái nồng. Cô chú nhớ chỗ này ha. Bơm nước nó rất là mạnh luôn, mà nó không bị tụt nước. Bởi lý do là nó mắc là gì đó. Nó mắc thứ nhất là nó dày nè, cô chú nhìn thấy nó dày không? Người ta hàng rất là chắc chắn, dày. Rồi người ta có thêm cái quai nè, cái niền. Dập thêm đặc biệt là hai cái sóng này nè cô chú. Muốn dập hai cái sóng này không phải chuyện dễ nha. Nó làm cho cái nồng rất là cứng luôn, rất là chắc chắn. Cái này là dành cho Honda 5 ngựa 5, cô chú nhớ lưu ý 5 ngựa 5, 6 ngựa 5 máy trơn. Là 1 tấc 9, 2 tấc 4. Giá bán là 380. Có 480 mắc hơn cái kia 100.000. Cái thường của mình là 380, cái này 480. Còn tất cả những cái kia thì có một bon vậy đó. Còn cái này cái vỏ nó là 3 tấc nè. 3 tấc mà cái này người ta đóng cái nồng này là 2 tấc 6. Thì cô chú bỏ chứng dịch, cô chú nhớ là nằm ngay chân ngắn này nè. 2 tấc 6, cái vỏ ngoài 3 tấc. Nhưng bù đoan ta dặn 10 ly nè. Cô chú thấy 10 ly không? Rồi cái bảng nó lớn vậy nè. Đó. Thì tùy theo cái túi tiền của chú xài ha, mỗi cái nó mắc hơn 100.000. Nếu mà cái 2 tấc 6, 3 tấc của cái loại thường mình như nãy em nói á, thì nó 601, thằng này 701. Nó có thêm mấy chi tiết này nè. Rất là chắc chắn luôn, cứng ngắc. Cô chú nó tránh được cái tình trạng mà nó liêu liêu như cái mũ kia là nó bị gãy. Ta bóp cho nó miếng inox luôn. Thêm cái niềng inox. Là những cái điểm nhấn rất là hay, rất là hay. Bên đây nó cũng sơ sát ở chân hôm rồi, nói chung là em bán rất là nhiều. Đó, cô chú cần cái cần tư vấn hoặc là chưa có cách biết cách mà mình tháo lắp cái đầu bò thì cứ alo em ha. Còn cái nồng này có nhiều anh em hỏi em là cái nồng này, cái này để làm gì? Thì cái này mình mở ra thì mình chọt cái bọc lát vô đây. Thì cái này nó là cái khoảng giữa này nè. Là nó kẹp cho cái bọc lát mình nó đừng chạy lên chạy xuống. Để nhiều khi mình đang đặt cái dung dịch nằm đây, cái bọc lát nó nằm kế cánh quạt, nó nằm kế bên cái muỗng nước. Mà cái bọc lát vô thì mình không có siết cái nó tụt dưới cái cánh chiến dịch nó chém vô cái quặng nước cái nó hư. Thì nước máy nó không có lên được cái máy thì cái máy nó cũng hư luôn. Bởi mục đích cái cổ dê này để nó kẹp đừng cho cái bọc lát nó chạy lên chạy xuống rồi cô chú. Còn hàng người ta hàng rất chắc chắn vậy nè. Thì nói chung mỗi cái nó đều có cái thế mạnh. Cái kia bình thường mình bán cũng rất là ok luôn, nhưng mà có cái này thì thấy người ta làm dày hơn. Tùy theo cái túi tiền cũng như cái khả năng của cô chú mà cô chú lựa chọn cho mình nha.
Thì hai cái em đều để riêng biệt hết. Đó, coi chú cần cái nào thì cứ alo em. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây cô chú. Em cảm ơn cô chú cũng như anh em rất là nhiều. Chào tạm biệt cô chú.